bị chê bai không xứng với con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hoàng hậu Phương Lê gắt không hiểu biết. Hoàng hậu Phương Lê đã lên tiếng khi bị nói không xứng với Vũ Linh, con nuôi của Vũ Linh. Mới đây, trên sóng livestream của mình, Hoàng hậu Phương Lê đã bày tỏ sự bức xúc khi nhận được sự bình luận chê bai từ cư dân mạng. Nhiều người mỉa mai cô không xứng với con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nàng hậu lập tức đáp trả lịch sự nhưng sâu cay. Hoàng hậu Phương Lê nói, suy nghĩ gì mà nói câu đó, Vũ Linh là nghệ sĩ ưu tú, Phương Lê với không tới đâu. Chắc Phương Lê không có cơ hội đâu các kiểu. Sao mọi người không nghĩ tới là Phương Lê cho anh Vũ Linh một cơ hội? Là đàn ông, người ta tự cao, tự đắc về giới tính, kiểu trọng nam khinh nữ. Mình không nói, còn mình là phụ nữ, là giàu bình luận. Nói những từ mà Phương Lê cảm thấy hơi bị đánh giá thấp về phụ nữ. Mấy chị đánh giá thấp Phương Lê thì mấy chị cũng đang đánh giá thấp chính mình. Bên cạnh đó, mấy chị nói là Phương Lê cố gắng lên đi, quyết tâm này nọ các kiểu, rồi sẽ có một ngày Vũ Linh đổi ý. Trời ơi, mọi người ơi, đôi lúc có những bình luận mình nhiệt tình nhưng mình không hiểu, thành ra bị sai và bị kỳ đó. Thời gian vừa qua, con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là và Hoa hậu Phương Lê liên tục bị ghép đôi vì có nhiều tương tác thân mật trên mạng xã hội. Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền thông tin sốc với hình ảnh được cho là thiệp của Hoa hậu Phương Lê cùng Vũ Linh. Trên tấm thiệp ghi dòng chữ Welcome to the wedding Vũ Linh Phương Lê.